Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần hình học không gian rồi đúng không nào? Thì trong đó nó có 5 bài và một bài tập cuối chương 4 nữa là thầy đã quay xong cho em rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ đi sang ở phần thống kê và xác suất. Như là ở trong chương trình lớp 10 thì chúng ta cũng được học về phần thống kê cũng như xác suất rồi chứ không phải là chưa học. Ha, chúng ta cũng đã biết ví dụ như là cái khoảng tứ phân vị này, hoặc là khoảng biến thiên, hoặc là phương sai, độ lệch chuẩn rồi đó, thì chúng ta được học rồi. Đấy, và các cái nhóm trung tâm các kiểu thì chúng ta được học chương trình lớp 10 rồi, thầy không cần nhắc lại nữa ha. Thì lên chương trình lớp 11 này thì chúng ta sẽ học nâng cao hơn, đó chính là chúng ta sẽ đi sang ở chương 5. Chúng ta được học về là các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 1 nhé. Ở trong này nó gồm có hai bài thôi, bài 1, bài 2 là phần gọi là lý thuyết, còn chúng ta cũng có một cái bài tập cuối chương 5 nữa là xong, là xong học kỳ 1 em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 1, đó chính là số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm. Ở trong chương trình toán của lớp 7 nha, mà trong chương trình cũ á, của cả chương trình mới thì nói về số trung bình ở đây á, thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Cách tính số trung bình, ít trung bình ở chương trình lớp 10 chúng ta cũng đã biết rồi. Mốt là gì? Mốt ở trong chương trình trung học cơ sở chúng ta đã biết, đó chính là gì? Tần số có giá trị lớn nhất. Như vậy thì bây giờ chúng ta học ở chương trình lớp 11 này, xem thử là nó có giống với ở các cái chương trình lớp dưới hay không nha. Thì ở đây người ta cho các em một cái phần câu hỏi mở đầu này. Một đại lý bảo hiểm đã thống kê số lượng khách mua bảo hiểm nhân thọ trong một ngày ở biểu đồ bên. Hãy so sánh độ tuổi trung bình của khách hàng nam và nữ. Ở đây anh em nhìn này, cái biểu đồ số lượng khách hàng theo giới tính và độ tuổi. Ở đây cái màu xanh thể hiện là nam và màu đỏ này thể hiện là nữ đúng không? Màu cam. Đây, đây là độ tuổi từ 20 đến 30, 30 đến 40. Nhưng mà các em thấy cái độ tuổi nào mà lớn nhất em? Đây này, 40 đến 50 này. Người số lượng này, đây là 10 người này. Đây 9 người này. Đây là mấy? 8 6 này. Thì ở cái phần hoạt động này chúng ta sẽ giải trong phần thực hành nha. Tí nữa chúng ta sẽ giải xong, chúng ta sẽ quay trở lại ở cái phần này chúng ta giải xong nha. Tại vì chúng ta chưa có kiến thức thì chúng ta chưa thể giải được để so sánh độ tuổi trung bình được. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1 này. Nói chung thì những cái phần này ở cái nội dung chương trình cũ là không có đâu em. Chương trình lớp 11 cũ là không có cái phần này. Đấy, mà cái chương trình mới này mấy ông lấy ở đâu về học, nói chung là cái phần này nó hơi mới này so với chương trình cũ trước đây mà thầy cô học được các kiểu em nha. Ta sẽ đi sang ở phần hoạt động 1 này. Sử dụng dữ liệu ở bảng ở biểu đồ ở trong cái mục khởi động này. Đây, hoàn thiện bảng thống kê về số lượng khách hàng nữ nhé. Ta lưu ý nữ thì chúng ta phải lấy ở cái cột là màu cam này, hiểu chưa? Bây giờ người ta làm mẫu một cái này, khoảng tuổi này từ 20 đến 30, nghe từ 30 trở xuống ấy, tại vì đây là ngọt tròn này, ta hiểu thế, nghe từ 20 tới 29 đấy, ở đây từ 30 tới 39 này, ta hiểu thế, tại vì đây ngọt tròn thì chúng ta có lấy không có lấy đúng không? Không có lấy giá trị 30. Như vậy ở đây tương ứng là 3 này. Em thấy chưa? 20 đến 30. Ở đây tương ứng là 3. Còn 30 đến 40. 20 này đến 30. Người ta lấy nữ này, em thấy nữ không? Màu cam này là 3 này, thấy chưa? Ngay chỗ đây là 3, màu cam ở đây là mấy? Là 9 này. Chỗ đây là 9 này. Các em hiểu không? Còn ở đây màu cam tiếp này. Đây. 40, 50 là 6 này. Từ 50 đến 60. Đây. 50 đến 60 đây là 4 nha, đúng không? 4. Còn 60 đến 70 là 2 đúng không? Đó. Vậy thôi.
Còn ví dụ như cũng cái bảng này mà giáo viên yêu cầu em lấy nam, thì ví dụ nam ở đây là 4 này, 6 này, ở đây là mấy, là 10 đúng không? 10. Cứ thế chúng ta lấy. Như vậy thì sau khi chúng ta làm cái bảng xong thì chúng ta thấy này, một số loại giá trị, một số loại số liệu điều tra có thể nhận rất nhiều giá trị khác nhau hoặc khó xác định được giá trị chính xác. Ví dụ như chiều cao này, cân nặng, tuổi thọ. Cái chiều cao và cân nặng ấy, thì tới một cái giai đoạn nào đó thì có thể là chính xác. Ví dụ như thầy hiện tại là 1m70 đi, nhưng sợ là sau này già thì cái xương cột sống nó quẹo xuống, có khi là lùn xuống chứ không thể cao lên được em. Còn ví dụ như cái em đã tới tuổi dậy thì rồi, thì thầy thấy nam giới, đặc biệt là nước Việt Nam chúng ta hiện tại thì thấy các bạn thanh niên rất là cao em, 1m75, 1m80 là bình thường. Đặc biệt là anh tuổi thọ này, nói tuổi thọ một con người thì không thể biết trước được, chỉ có ông trời mới biết thôi. Chả ai biết nhờ dám ra đọc ngực xưng tên, nói bây giờ tôi sống 100 tuổi có không, có thôi, không người nào dám đâu, chỉ có mấy thằng nó ngồi nó phét hay được ha. Để thuận tiện cho việc lưu trữ và xử lý các số liệu này, người ta thường ghép các số liệu gần nhau lại thành một nhóm. Ví dụ như cái tuổi thọ này, bây giờ mấy cái anh mà nó sồn, ví dụ 50 tới 60 đi, dù anh ghép cho thành một nhóm, hoặc là những cái anh mà 70 đến 80 ghép thành nhóm, anh nào 30 đến 40 ghép thành nhóm, ví dụ thế, hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần lý thuyết đầu tiên này, chúng ta sẽ ghi vô nha. Mẫu số liệu ghép nhóm thường được trình bày dưới dạng bảng thống kê, có dạng như sau. Bảng 1, bảng tần số ghép nhóm. Nhóm này, ví dụ này, ví dụ cái nhóm ở đây 20 đến 30 thì thể hiện này, U1 đến U2, như vậy U1 đây tương ứng là 20 và U2 đây tương ứng là 30. Em hiểu không? Tương tự như vậy, ở đây U2 là 30 và U3 là gì? 40, cứ như thế. Như vậy ngay chỗ đây nhớ là một tròn. Thì ví dụ như ở đây từ 20 tới 30 thì nghĩa là chúng ta hiểu là đây, chỗ này là từ 20 tới 29 này. Cái 30 này không lấy tại vì nó là ngọt tròn, nguyên tắc là như vậy. Chúng ta học về phần tập hợp đã biết rồi. Nhưng ngay chỗ đây là ngọt vuông, nghĩa là nó sẽ lấy từ 30. Ở đây 40 có lấy không? Không lấy, nghĩa là tới 39. Hiểu chưa? Đó. Còn ở đây tần số nghĩa là cái số lần xuất hiện lặp đi lặp lại của cái nhóm này. À, tần số, tại vì trong chương trình trung học cơ sở chúng ta học mà chúng ta đã biết tần số rồi. Chúng ta còn nhớ cái việc mà cái bảng điều tra, cái điều tra mà số con trong gia đình ấy. Ví dụ như là 2 rồi 3 con, 1 con, 2 con, 4 con, 3 con, 2 con. Ví dụ cho cái điều tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hộ gia đình đi. Thì em thấy ví dụ như 2 con mấy lần, 2 con là mấy lần, 3 lần này. Thì khi đó số con ở đây và số lần xuất hiện đây sẽ là 3 này. Em hiểu không? 3 con sẽ mấy lần? Đây 3 con này, 1 lần, ở đây 2 lần, nghĩa là đây 2 lần. Thì cái thằng số 3 này này và số 2 đây, người ta gọi là cái tần số. Tần số nghĩa là số lần xuất hiện một các cái giá trị đó, và tương ứng ở đây là gọi là cái nhóm. Còn ở trong cái chương trình trung học cơ sở chúng ta được học đó chính là cái một cái giá trị cụ thể nào đó. Ví dụ số con trong gia đình, hay là số kilowatt điện, hay là vân vân. Chúng ta muốn điều tra về cái gì thì chúng ta sẽ liệt kê ra, thống kê ra, xem thử là nó xuất hiện bao nhiêu lần, thì đó chính là tần số. Hiểu đúng không? Thầy giảng lại, nhắc lại kiến thức cũ để chúng ta nhớ. Rồi bây giờ chú ý này, học máy này nó có công thức hết em. Bảng trên gồm K nhóm nhé, từ Ri cho tới Ri cộng 1, nghĩa là ở đây nó sẽ tăng bao nhiêu đơn vị. Nghĩa là ví dụ như U1, U2 thì chỗ này nhớ là ngọt vuông, thì thằng này ngọt tròn. Tiếp tục tới, ở đây là U2 thì bên đây chắc chắn phải là U3. Đây ngọt tròn này, cứ phía trái ngọt vuông thì bên phải là ngọt tròn. Nhớ giùm các đây là, với ở đây là Ri phải lớn bằng 1 và nhỏ bằng K. Mọi nhóm gồm một số giá trị được ghép theo một tiêu chí xác định. Nghĩa là dựa vào trong đề bài người ta yêu cầu xác định tiêu chí về cái gì, nhụ nam hay nữ, hay là led vân vân. Bữa nay thế giới con chúng ta nó gồm có 3 giới chứ không phải là 2 đâu em. Nam nữ còn có giới thứ 3 nữa. Cái giới mà nửa nạc nửa mỡ đấy em. Nói vậy nhiều lúc thầy cũng sợ đụng chạm một số bạn, nhưng mà bây giờ hình như các bạn trẻ cũng gần như sống thật với giới tính của mình. Trước đây ở cái thời của thầy ấy, thì không dám bộc lộ đâu em. Nhưng bữa nay thầy thấy là
Ví dụ bây giờ thầy điển hình ví dụ thạc Phạm Thoại đi, thầy thấy nó like trên TikTok nó bán hàng Phạm Thoại thì chắc chắn là chúng ta thấy nửa đặt nửa mở rồi đúng không? Hoặc là ví dụ như là Hương Giang Idol, từ một người đàn ông bay qua Thái Lan chuyển giới đấy bình thường, gần như bữa nay người ta đã chấp nhận cái giới đó rồi, em cũng chả có gì gọi là mắc ngại ngùng gì cả. Tiếp tục em nha. Cỡ mẫu N thì ở đây là bằng N cộng 1, N cộng 2 cộng cho NK. Cỡ mẫu nghĩa là ở đây là chúng ta thường chúng ta sẽ lấy các cái tần số này, cỡ mẫu, các em nhớ này, để tính cỡ mẫu các em sẽ lấy các cái tần số này để chúng ta cộng lại này. Nhớ nha. Giá trị chính giữa mỗi nhóm được dùng giá trị đại diện cho nhóm ấy, ví dụ U1, U2 có giá trị đại diện là, thì chúng ta lấy chính giữa, nghĩa chúng ta sẽ lấy hai này cộng lại chia cho 2, trung bình cộng chia 2. Còn cái hiệu ri 1 cộng u ri cộng 1 trừ cho ri được gọi là độ dài, nghĩa ta lấy sau trừ trước, nghĩa là ở đây ví dụ chúng ta lấy U3 trừ U2 đấy, các em hiểu không? Ví dụ cái này chúng ta lấy là U3 trừ U2 này, thì em lấy sau trừ ra trước, được chưa? Ví dụ 1 nha, ta đi tính giá trị đại diện, tính giá trị đại diện và độ dài của mỗi nhóm, độ dài này, giá trị đại diện đây. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng thầy công thức này, giá trị đại diện ở đây thì sẽ bằng 1/2 U1 cộng U2 ví dụ chẳng hạn. Còn độ dài thì ở đây chúng ta sẽ lấy sau trừ trước, ví dụ chúng ta lấy U2 trừ U1 ví dụ thế. Các em hiểu không? Bây giờ nó đã có công thức, thì chúng ta phải học thuộc. Chứ mà công thức mà em không chịu học thì không thể nào làm được những cái dạng này được. Thực sự em là như vậy. Nha. Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Xem thử người ta giải này. Giá trị đại diện, tại sao nó có số 25 ở đây? Bạn đã biết. Cái số 25 đây nghĩa là chúng ta sẽ có 1/2 nhân ở đây 20 cộng cho 30, ở đây sẽ bằng 25 này. Hiểu tại sao có số 25 chưa? Đấy, bây giờ xem chúng ta sẽ hiểu tại sao nó ra được giá trị. Ở đây người ta đâu có giải, người ta đâu có nói đùng đùng, người ta đã cho công thức bên kia rồi nhưng người ta không nói tại sao có số 25. Còn số 35 đây thầy làm một cái nữa, nghĩa là người ta sẽ lấy 1/2 nhân ở đây cho 30 cộng 40, tại 30 cộng 40 thì 70, 70 chia 2 bằng 35 này. Hiểu chưa? Độ dài của nhóm tại sao ở đây có số 10? Tại vì ở đây chúng ta sẽ lấy sau trừ trước, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy 30 trừ cho 20 thì bằng 10 này. Ở đây em lấy 40 trừ cho 30 thì bằng 10. Bây giờ đã hiểu chưa? Nên học thì chúng ta cũng có khả năng tự học được. Thầy không nói điều đó, một số bạn rất thông minh. Nhìn vào chúng ta có thể biết ngay tại sao nó ra như thế này, tại sao ra thế khác. Nhưng mà đa số chúng ta phải cần có một người thầy, một người cô để hướng dẫn, để giải thích, ngồi bên cạnh em để giải thích. Còn thầy là người dạy online thì bắt buộc thầy phải hướng dẫn kỹ rồi. Rồi tiếp tục nè. Bây giờ chúng ta đã biết cách tính giá trị đại diện và độ dài của nhóm nha. Coi như cái này là công thức thứ nhất và đây là công thức thứ hai để chúng ta nắm giá trị đại diện lấy trung bình cộng, độ dài nhóm lấy sau trừ trước. Xong. Một số quy tắc ghép nhóm của mẫu số liệu. Mỗi mẫu số liệu tạo cái dạng này thì không thể đi nhanh được đâu em. Dạng này phải đi chậm. Công thức có công thức là phải thuộc ngay nha. Một số quy tắc ghép nhóm của mẫu số liệu này. Mỗi mẫu số liệu có thể được ghép nhóm theo nhiều cách khác nhau nhưng thường tuân thủ một số quy tắc này. Sử dụng từ K là từ 5 đến 20 trong nhóm ấy. K là 5 đến 20 thôi nhóm. Cỡ mẫu càng lớn thì cần càng nhiều nhóm số liệu, các nhóm có cùng độ dài bằng L thỏa mãn. Ở đây là gì? K nhân L nó phải nhỏ hơn R. Ở đây trong đó R là khoảng biến thiên, K là số nhóm. Cái khoảng biến thiên thì chúng ta học ở trong chương trình lớp 10 và chúng ta đã biết rồi, đúng không? Cách tính của khoảng biến thiên các em còn nhớ nè. Như vậy thì cái khoảng biến thiên mà chương trình lớp 10 chúng ta được học, thầy nhắc lại này. Nếu mà để tính R này thì chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất, như là max, U max trừ cho giá trị nhỏ nhất là U min. U max trừ U min nghĩa là giá trị lớn nhất trừ cho giá trị nhỏ nhất. Hiểu chưa? Để chúng ta đi ra được cái khoảng biến thiên. Ok, nhớ nha. Giá trị nhỏ nhất của mẫu thuộc vào nhóm U1, U2 và càng gần U1 càng tốt. Giá trị lớn nhất của mẫu thuộc nhóm UK, UK cộng 1. Ở đây là dạng, ta dán lấy dạng tổng quát em.
và càng gần U K cộng 1 thì càng tốt. Nhưng mà nó có hai, một là gần U1, hai là gần UK cộng 1, một là gần cái cuối cùng, một là gần cái đầu, cái đầu tiên, hai là cái gần cái cuối cùng. Em hiểu không? Đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang phần ví dụ 2 này. Ở đây chúng ta phải phân tích các cái ví dụ này thì chúng ta mới hiểu được. Cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 được chia như, được cho như sau. Đây, cái số liệu này. Hãy chia mẫu dữ liệu trên thành 5 nhóm. Lập bảng tần số ghép nhóm, người ta sẽ đếm cái số lần xuất hiện của nó đấy và xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm. Giá trị đại diện, giá trị đại diện nghĩa là chúng ta sẽ lấy là gì? Trung bình cộng của mỗi nhóm, nghĩa là chúng ta sẽ lấy 1/2 của gì? Ví dụ của U1 cộng U2 chẳng hạn là bằng bao nhiêu đó của nhóm đầu tiên. Các em hiểu không? Thì ở đây này, cái khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là, thì ở đây chúng ta sẽ lấy là gì? Giá trị lớn nhất này. Cân nặng lớn nhất ở đây là 63,6. 63,6 chúng ta trừ cho anh thấp nhất. Nghĩa là cái anh này là anh khổng lồ trong lớp này. Anh này anh gọi là anh khổng lồ này. Giống Hiếu khổng lồ á. Trừ cho cái anh gọi là thấp bé nhỏ nhì cân nhất này. Mà cái hồi thầy nói tâm sự với em nha. Hồi thầy học lớp 10 em. Thầy cân hình như đâu có 47kg à. 47kg ấy, hồi năm lớp 10. Bắt đầu là lớp 11 thầy dạy thì lớp 12 thì thầy mới tăng lên được năm mấy ký. Giờ anh này 45,1kg nhỏ quá. Nếu bữa nay lớp 11 45,1kg là quá quá thấp. Như vậy còn biến thiên của người ta là 18,5 này. Độ dài mỗi nhóm, độ dài mỗi nhóm L lớn hơn là R chia K. Ở đây người ta nói mấy nhóm? 5 nhóm, nghĩa là K người ta bằng 5. R chúng ta còn biến thiên chúng ta là bằng 18,5. Bây giờ chúng ta sẽ tính độ dài của mỗi nhóm. Đó chính là L sẽ lớn hơn ở đây là 3,7. Độ dài của nhóm nó sẽ lớn hơn 3,7. Như vậy ta chọn ở đây L bằng 4. Giờ chúng ta sẽ lấy tròn. Em hiểu không? Chúng ta phải xem các cái cách làm của người ta để chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ tính khoảng biến thiên này, lấy max trừ min. Sau đó chúng ta sẽ tính độ dài nhóm, chúng ta lấy R chia K. K ở đây ở đâu? Đó chính là số nhóm người ta sẽ muốn thành lập bao nhiêu nhóm này. Ví dụ người ta thích là cho 6 nhóm hoặc 7 nhóm hoặc 8 nhóm thì chúng ta sẽ tương ứng với giá trị K của chúng ta. Ở đây 3,7 thì chúng ta sẽ gần, ở đây là ta làm tròn cho bằng 4. Như vậy dữ liệu của chúng ta này chia thành các nhóm này. Như vậy ở đây là 45,1, chúng ta đầu tiên lấy 45. 45 cộng cho 4 thì tới 49 này. Sau đó 49, 53, 53, 57, 57, 61, 61, 65. Các em hiểu không? Như vậy thì bây giờ này, ta chia thành các nhóm như này. Sau đó chúng ta sẽ lấy giá trị đại diện. Giá trị đại diện ở đây. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy, tại sao có 47 này? Tại vì chúng ta sẽ lấy là 45 cộng 49 chia mấy? Chia cho 2, ở đây sẽ bằng 47 này. Chúng ta ghi chỗ này. Tại sao có 51, chúng ta lấy 49. 49 cộng 53 chia cho 2 thì ra được 51 ở đây. Tương tự như thế. Số học sinh bây giờ 47 nó nằm ở trong khoảng anh nào mà lớn hơn 45 và nhỏ hơn 49 thì chúng ta lấy. Ví dụ anh đây này, thầy khoan thử nó phải là 4 hay không nha. Ở đây là nhỏ hơn 49 mà đây 49,7 không được lấy là đây một thằng này. Xem thử phải 4 không? Đây hai thằng này. Đây 3 thằng này. Và đây 4 thằng này. Đúng chưa? 1, 2, 3 và 4. Ta đếm ở đây. Cái này là đếm thôi. Ví dụ bây giờ từ 49 tới 53. Từ 49 tới 53 nha. Ở đây người ta nói 5 thì khoanh thử có phải 5 thằng không nha. 49 đến 53, 55. 49 đến 53. Đây 52 này, 1 thằng này, thầy đánh dấu ít nha. Để chúng ta đếm nha gì á. 49 đến 53, 49,7 đúng rồi. 2 thằng. 49 đến 53. Đây 3 thằng. 49 đến 53. Đây 49 này, 52 nữa này. Như vậy 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đúng chưa?
Bây giờ hiểu tại sao có các cái số 4, 5, 14, 7, 51 rồi chưa? Hiểu chưa? Đấy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đi sang phần chú ý. Các cái đầu mút của các nhóm có thể không là giá trị của mẫu số liệu. Ta hay gặp các bảng số liệu ghép nhóm là số nguyên. Chẳng hạn như bảng thống kê loại chính tả không bài, nghĩa là ở đây là số nguyên. Tổng ở đây là số bài. À, cũng rồi. Ở đây là bằng bảng 1 bằng cách thêm và bớt 0,5 đơn vị. Thêm và bớt 0,5 đơn vị nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần thực hành 1 em. Ở cái những cái phần này không thể nào chạy nhanh cho em được mà bắt buộc phải phân tích các ví dụ. Từ các ví dụ đó chúng ta mới làm được. Em nha. Chứ bây giờ mà không làm thì mà trình bày ra thì rất là khó. Rất là khó. Được nè. Rồi, bây giờ thầy sẽ làm cho em phần này nha. Tờ giấy của ta. Như đây. Một cửa hàng thống kê số lô thống kê 3 lô bán được mỗi ngày trong tháng 9 với kết quả như sau. Hãy chia mẫu trên thành 5 nhóm. 5 nhóm nghĩa là K chúng ta bằng 5 này. Lập bảng tần số ghép nhóm là chúng ta lập bảng giống như hồi nãy á. Trong phần ví dụ á. Hiệu chỉnh bảng tần số ghép nhóm. Xác định giá trị đại diện. À, thì bây giờ này chúng ta cũng sẽ làm cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái khoản biến thiên trước này. Ta giải này. Chúng đầu tiên ta sẽ tính cái khoản biến thiên. Của mẫu số liệu trên. Là nghĩa là R. Chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất trừ cho giá trị nhỏ nhất. Bây giờ chúng ta xem thế nào. Cái này mở con mắt cho to lên em nhé. Hiện tại là chúng ta có 29 này. 29 lớn nhất này. Rồi như vậy lớn nhất ở trong bảng này là 29 này. Chúng ta trừ cho giá trị nhỏ nhất của chúng ta. 12 này. Hiện tại đây là 12 đúng không? Coi thử anh nào nhỏ hơn 12 đúng không? 10 này. Rồi đây chính là 10. Như vậy thì cái khoản biến thiên chúng ta đây chính là 19 này. Đúng không? K có 5 nhóm. Có 5 nhóm thì tương ứng K chúng ta là bằng mấy bằng 5 này. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tính cái gì? Theo trình tự độ dài mỗi nhóm. Độ dài mỗi nhóm L nó sẽ lớn R chia cho K. Nghĩa là ở đây sẽ bằng là 19 chia cho 5. Học cái phần hình học không gian á thì cái máy tính này bỏ không, nhưng mà qua cái phần này máy tính làm việc hơi bị nhiều quá nha. 3,8. 3,8 thì chúng ta như vậy thì chúng ta làm tròn 3,8 này, nghĩa là chúng ta sẽ chọn ta chọn L chúng ta bằng mấy? Ta chọn L chúng ta là bằng 4. Được. L bây giờ chúng ta chọn bằng 4, nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đầu chúng ta là 10 cộng cho 4 thì bằng 14, cứ vậy mà chúng ta làm lên. Hiểu không? Chia dữ liệu thành các nhóm. Thì đầu tiên chúng ta xuất phát là phải lấy là giá trị nhỏ nhất trước là 10. Thì tới ở đây sẽ là mấy? 10, 14 vuông tròn này. Chắc chắn xuất phát ở đây sẽ là mười mấy? 14. Tới như mười mấy? 18 tròn này. Ở đây sẽ là 18. 18 cộng 4 là bằng 22 tròn này. Thấy hiểu không? 22 này sẽ là 26 tròn này. 26 cho tới mấy? 30 tròn. Đó. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái bảng tần số ha. Sau đó chúng ta sẽ tính ra. Khi đó ta có bảng tần số ghép nhóm sau
thì giờ cái này người ta kỹ ra thôi. Nó là thầy nói rồi, chỉ có phần hình đó thì nhiều lúc ấy thầy đưa ra cho những phần này mà thầy đưa ra các em chắc chắn không hiểu gì. Những phần này tuy nó ngắn nhưng mà nó là cao võ đấy em, chúng ta sẽ không hiểu đó. Cái này mà hiểu thì nó lại dễ em, mà không hiểu nó lại khó. Năm nhóm đúng không? Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, bốn nhóm và năm nhóm ở trong phía trong này. Rồi, ok. Ở đây chúng ta sẽ ghi số ba lỗ, giá trị đại diện. Giá trị đại diện thì chúng ta sẽ lấy trung bình cộng thôi. Số ngày. Như vậy thì ở đây chúng ta có là nhóm ra 10, 14 nè. Đây 14 cho tới 18 nè. 18 đến 22 nè. 22 tới 26 nè. 26 tới 30 nè. Giá trị đại diện thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 10 nè. Thầy bấm máy tính để em thấy luôn nha. Nghĩa là để mà tính cái giá trị đại diện ở đây thì chúng ta sẽ lấy 10 cộng 14 chia 2 đúng không? Đây bấm lên nè, 10 cộng 14 này bằng này. Sau đó chúng ta chia cho 2 bằng 12 này. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền 12 này. Tiếp tục 14 này cộng 18 này chia 2 này 16 này. Cứ như vậy chúng ta điền. Thì thằng này 16 này chắc chắn thằng này sẽ là bao nhiêu? 20 này. Thằng này 24 này và thằng này 28 này. Thì bây giờ cái số này thì chúng ta sẽ đếm nè. Từ ở đây từ 10 đến 14. Từ 10 đến 14 đúng không? 1 này. 2. 10 đến 14. 10 đến 14. 3. 4. 10 đến 14. 14 ta không lấy. 5. 6. 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ ghi là số 8. Hiểu chưa? 14 đến 18. 14 đến 18 nha. 14 đến 18. Đây, 1 nè. Hiểu không? 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Như vậy đây chúng ta ghi là 5. 18 đến 22. 18 đến 22. Đây 1 này. Hiểu chưa? 1 này. 18 đến 22. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Chỗ đây là 8 này. 22 đến 26, 22 đến 26. Điểm này cũng loạn là các em trong hồi giỡn đâu. 1 này. 22 đến 26 đây, 2 này. 3 này. 3 đúng nha. 3. Thì còn lại ở đây. Ở đây người ta tổng người ta là bao nhiêu em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 x 2 thì tổng ở đây là sẽ là 30 này. Tổng cái số này đây là 30 ngày. Như vậy chúng ta sẽ lấy 30, chúng ta trừ cho máy này ra thì ra được 28 này. Chúng ta không còn phải đếm đâu. Em hiểu không? Ta lấy 30 này, chúng ta trừ ngược ra. Cách làm chúng ta là như vậy. Chúng ta trừ cho 8 này, trừ cho 5, trừ cho 8, trừ cho 3. Đây bằng 6 này. Như vậy thì cái chỗ này thầy sẽ điền đây là 6. Đó. Hiểu chưa? Bây giờ các em có hiểu không? Cách làm ta là như vậy. Trời ơi, 1 phần 1 là 30 phút rồi các em ơi. Rồi.
Như vậy chắc clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần 2 nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh